Hơi cảm ơn bà Please sử dụng Poppy. Có lên nhạc không mọi người ơi? Em bảo Vân Anh hay bảo ai em gọi lấy cái máy xanh của chị ngoài kia em ấy đi. Em gọi như là cái gì nhờ? Quản trị ấy đi. Xin chào Việt Anh Nguyễn. Mọi người ơi, ngày 24 là em full rồi, em có thể ngày mai nhận được khách chưa? Mình chưa, ơi. Chưa. Ôi chị ơi, em cảm ơn chị nào, anh Tùng nào. Giờ sát vào đây nhá. Em cảm ơn chị, hôm nay chị đã ơn người đéo gì tí chuyển khoản lại đấy. Đây cầm đi. Nhân viên đâu hết rồi. Em cảm ơn chị, hôm nay chị ăn giá đến đây ạ. Từ từ nhá, đợi tí. Từ từ mà đứng lên, đứng lên. Này, chê chị già, chị block luôn đấy nha. Xin chào, Tuấn Vũ, Ngọc Thanh Hoàng. Xin chào, lên nhạc nhá, lên nhạc không? Chị này, cảm ơn em, Mận Nhi. Bùi Khánh à. Em thề luôn, thề với mọi người là nói thật là uống từ tối bây giờ là nhòe lắm rồi, đọc khó vãi luôn. Khắc Thanh ơi, chị ngại gì đâu em. Ở đấy chị bị sổ mũi đấy, khổ lắm. Địa chỉ mọi người đến Lục Tứ. Lục Tứ, Bạch Đằng. Trời ơi, chưa đâu vào đâu, bọn nó bắt tôi đi lên để lấy vía mọi người ạ. À. Chết mẹ, mà kết nối chậm rồi kìa, tụt mắt bây giờ. Say, mọi người ơi, mọi người, em chưa đọc cái của ai thì mọi người khai trương à, đúng rồi, Tạ Văn Tốn ơi. Nguyên. Xin chào ông Nguyễn Văn, em ơi nhiều quá không chào kịp, xin chào tất cả anh em nhà mình đang xem nha. Cái đợt địt mẹ con Sunny nick ảo kia. Ờ, quên. Kệ à? Em bảo người vào ấy đi. Nói thật sự nhiều con vào đây rất là ngáo. Lần nào về mẫu Hương Yên cũng gặp chị luôn. Ô thế à em? Gặp chị hay gặp cái ly? Chắc gặp cái ly. Cẩn thận nhầm với nhá. Yêu chị á? Chị có nhận đàn em không? Không, chị không nhận đàn em đâu. Chị có phải đầu hấu đâu. Nam Trần chị... Chị bé không già, cảm ơn nha. Ai khen xinh là nhận, lại ai chê già là block nha. Mọi người nghe nhạc không? Nghe nhạc thì lại khó nói chuyện được với nhau. 64 đúng rồi bạn Sumo ơi. Quán của chị em ạ. Của chị có tí ti thôi. Chị đi lên đây chị làm ô xin là chính. Mấy lít vào người á? Chị tính sơ sơ khoảng tầm 3 lít rượu vào người rồi. 3 lít ba chị em chia ra mỗi đứa 1 lít. Xin info váy, tín đồ hàng hiệu em ơi. Ở trên này là cảnh báo với những ai mà ê vào đây là đéo ra được thật. Em thử lên hết đây, lên hết ấy đi chị xem nào. Mọi người ơi, vào đây là ê không ra được luôn á. Cảm ơn Caro Xuân. Hello chào heo, hello điện máy Ngọc Hân. Xin chào Lava, xin chào hai chị em, đúng rồi, hai chị em ruột cùng bố khác ông nội nha. Nghẹt mũi này là phê rồi đấy. Nhờ cũng eo biết là phê cái gì. Bỏ cái thang được chưa hay là vẫn phải để lắp? Chồng ơi, xong rồi bỏ tay ra đây. Bây giờ xin giới thiệu với mọi người. À, để có được một cái lao ngày hôm nay, xin ở Tấn Vũ... Sẽ xin giới thiệu mọi người, đội ngũ ban lãnh đạo vẫn còn thiếu một anh đang đi tỉnh chưa về. Vào đây em ơi. Thằng ban lãnh đạo kiêm bảo vệ này, có một bà một vừa chủ này, kiêm bảo vệ, kiêm thợ xây, kiêm DJ, kiêm thợ điện. Thợ lắp đặt nữa. Kiêm cả là em rể luôn. Láo đi ra đây xin giới thiệu mọi người đội ngũ ban lãnh đạo nha. Thợ sửa ống nước nữa. có ai tắc thì liên hệ luôn nha. đây, ai tắc là liên hệ con chính, đúng không? Mọi người thấy con Ly nó vừa mới nói là còn làm thợ sửa ống nước, đúng không? Thế nên là ai tắc thì là liên hệ. Đâu rồi? Thợ đâu rồi? Đừng có chỉnh cái đầu của anh này. Ai chỉnh á? Thế nó chảnh chưa? Nó chảnh chưa? Xin giới thiệu với mọi người một trong những... không chào được ai thì thông cảm đi, tầm này mắt nhòe mẹ rồi. Chịu rồi.
một diễn viên nổi tiếng vừa mời từ Nhật về để đóng để quay đây là một diễn viên nổi tiếng vừa mời ở Nhật về nha mọi người, chuyên đóng những gọi là cái gì nhở, phim gì nhở? Ê chị không xem cái đấy mấy đứa, phim phim của Nhật nó gọi là phim gì nhở? Gì ạ? À, từ có bị dính vào đây không? Nói trước kia mới bị. Chuyên những bộ phim vui, đây là diễn viên nổi tiếng. Đóng những bộ phim khoái. Đóng những bộ phim khoái nha mọi người. Mọi người đã xem cái phim mà có nước khoái chưa? Ôi, nó đánh gậy. Từ lấy không được. Gì? Em phải gọi là water. Sướng. Đúng không mọi người? Phải gọi là water. Sướng. Điên thì mày xem làm cái đéo rồi cút con mẹ mày đi. Bố thằng giờ hơi. Xin lỗi cho mọi người. Cổ đông đầu tiên. Diễn viên nổi tiếng vừa mời từ Nhật về. Nguyễn Hoàng Tùng. Tinh đi. Vỗ tay mày được kia. Từ, làm lại nha. Mọi người còn hỏi là điên à. Đi ra. Xin giới thiệu một trong những cổ đông đầu tiên là diễn viên nổi tiếng của chúng tôi vừa mới mời ở Nhật về, Nguyễn Hoàng Tùng. Rồi. Bột tám. Thứ hai là em gái cùng bố khác ông nội, Đồng Ly. Có cái mắt vào. Yên tâm xinh. Vỗ tay lại cho mấy đứa ơi. Thứ ba là thợ sửa ống nước kiêm thợ điện. À thợ sửa ống nước của con Ly thôi. À, kiêm thợ điện, kiêm thợ xây, kiêm thợ, kiêm đầu bếp. DJ kiêm DJ kiêm đầu bếp nữa em. Đặc biệt là có biệt tài nấu cơm rất ngon. Tôi đi ra chào mọi người một cái để còn vỗ tay. Nấu cơm chẳng thấy gì nhá. Cái gì? Nấu cơm chẳng thấy gì. Hello. Em ơi, không phải như bọn em nói là 2 phút đâu. Nó có 2 clip cơ. Thực ra là mọi người mới được xem 1 clip thôi. Đây này, đây xem cả 3 clip đây này. Chị là xem rồi. Hơn 2 tiếng đấy. Điền ơi, Điền ra đây thò cái mặt ở đây một tí thôi xem nào. Sợ bây giờ bỏ việc ra thì không có sếp trả tiền lương gì ạ. Cố gắng lắp nốt. Đâu rồi? Thì mẹ giới thiệu nhân vật quan trọng chủ chốt như thế. Nó kiêm CEO là giám đốc điều hành này. Kiêm thợ điện này, kiêm thợ âm thanh ánh sáng là DJ nhỉ? Kiêm thiết kế này. Còn kiêm cả là mẹ bao cát chuẩn bị là mẹ chị say lên chị đấm đến nơi rồi đây này. Nó không ra thì thôi mọi người ạ, kệ nó. Lên nhạc nha, mọi người nghe tí nhạc không? Xin chào Nguyễn Minh Khai. Chào Phạm Phương Sáng nha. Chào mọi người. Nếu như mà ngày hôm nay mà phê quá, không đọc được, không chào được hết thì mọi người thông cảm nha. Mọi người vào tín đồ hàng hiệu nha. Vậy lên hàng thiết kế, rẻ, có mấy triệu thôi. Giang ơi, Giang 24 nhưng mà hết bàn rồi. Mọi người có thể ngày mai được chưa? Chưa. Điền ơi, ngày mai nhận khách được chưa? Không, ngày 19. Tự dưng mở lấy vía xong cái. Hôm nay bằng được mọi người ạ. Tú đang ngủ một giấc ngủ rất là ngon. Tú có mời một chuyên gia về gọi như là bấm huyệt, chạy điện sinh học để về thư giãn, đang rất là kiểu như là sung sướng chuẩn bị ngủ ấy. Thì bằng được bọn nó sang nhà là chị phải lên mở hàng vì xính cũ là chị mở hàng. Em không cần biết, hôm nay chị phải lên. Hỏi là xong hết chưa? Xong rồi, trời ơi, đâu vào đấy, đội ngũ sẵn sàng rồi. Đi lên với một đống ngổn ngang, ghế nó còn chưa cả bóc ly lông. Nó còn chưa cả bóc siêu luôn mọi người ạ, bàn bục DJ còn chưa có luôn. Thế là nó kiểu nó dụ dỗ mình đi nhậu ấy mọi người. Nó dụ dỗ ấy, nó bảo là đi lên đây bọn em cho đi nạp vitamin. Em ơi, cho tí nhạc nhẹ nhàng. À thôi, nhạc cái nói chuyện làm sao được. Thế bây giờ là cho khách lên để ủng hộ mở hàng là đéo chăn hoa quả luôn. Cũng đang có đang đang làm nó chị ạ, chị đợi thì cứ có à? Có à, mày dám điêu cái thằng này. Mẹ thằng này, khách hàng là thượng đế. Không những khách hàng mà lại còn là một trong những ô xin cứng ở đây mà mày nói rồi, mày nói đi rồi, tủ lạnh tao còn chưa thấy đâu mà mày dám bảo là có hoa quả.